Khi mình đăng cái video ẩn iCloud trên những chiếc iPhone đời cao thì có nhiều anh em hỏi mình là không có máy tính thì phải làm sao. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách ẩn iCloud mà không cần phải dùng tới máy tính. Trên tay mình đang là một chiếc iPhone 11 iOS 16.5. Ở mục iCloud thì nó hoàn toàn đã bị ẩn này, đã bật thời gian sử dụng này và không thể vào đăng xuất iCloud được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cài trực tiếp ở trên máy nhé. Bây giờ anh em sẽ vào Safari cho mình này và anh em gọi cho mình là Scarlett. Ở đây thì nó sẽ nằm ở đầu tiên này, anh em nhấn vào và anh em vừa xuống ở dưới phần này, anh em nhấn cái đặt nhé. Nó hiện ra quảng cáo như thế này thì anh em nhấn tắt đi và nhấn lại một lần nữa. Ở đây thì anh em sẽ chọn mục đầu tiên cho mình và anh em sẽ đợi cho thời gian nó chạy hết 10 giây thì nó sẽ hiện ra một cái bảng để anh em tải cái ứng dụng Scarlett này về. Ok, bây giờ nó yêu cầu mở trong iTunes thì anh em nhấn mở và sẽ cho phép anh em cài đặt cái ứng dụng này. Ok, bây giờ anh em sẽ bật ra màn hình chính là nó bảo đang tải này. Sau khi mà tải xong thì anh em chưa tin cậy nên là sẽ không vào được cái ứng dụng này. Anh em phải vào lại cài đặt và cài đặt chung. Anh em vượt xuống phần quản lý và thiết bị vào và nhấn vào China Mobile và tin cậy cái ứng dụng này. Ok, bây giờ mình sẽ vào lại cái ứng dụng này xem nhé. Okay, như vậy là đã vào thành công này. Thì bây giờ anh em vào tiếp một trang web nữa cho mình. Anh em có thể là gõ cho mình là Biển Văn Nhật. Anh em vào trang đầu tiên này cho mình. Thì cái trang web này mình đã chuyển về cái web mới thì anh em nhận giữ sao chép. Sao chép cái đường link này cho mình này. Đường link này có tên là bbnsupport.github.io thì anh em nhận vào đây cho mình. Ở giao diện này thì anh em bước xuống ở dưới mục này cho mình và chọn vào tool ẩn iCloud. Ở đây thì nó sẽ ra các cái file mà anh em dùng để ẩn iCloud. Cái đầu tiên đấy là Misaka và tool ẩn iCloud của bạn Huy Nguyễn nhé. Đây anh em có thể donate cho bạn ấy bởi vì là hôm nay bạn ấy đã chia sẻ cái tool này. Anh em nhấn vào tải Misaka cho mình này. Anh em nhấn tải về nhé. Và sau đấy anh em sẽ trở lại cái mục này và tải cái 34306 iCloud này. Anh em nhấn download cho mình. Ok, sau khi đã tải về thành công thì anh em sẽ vào lại ứng dụng Scarlett và anh em nhấn vào cái mũi tên này. Và anh em sẽ chọn cái Misaka mà anh em vừa tải về đấy, anh em nhấn vào đây. Thì bây giờ nó sẽ cài đặt cái Misaka này mà không cần đến máy tính. Ok. Bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng Misaka này nhé. Anh em nhấn Z cho mình này và nhấn Update. Bây giờ anh em sẽ vụt xuống và anh em sẽ vào mục này cho mình. Ở đây thì sẽ có mục là Import. Đây, ở đây thì anh em sẽ chọn cái mục là 34306 iCloud nhé. Ok. Ở đây thì anh em sẽ tích vào cái ô tròn này. Và bây giờ anh em sẽ vào mục cài đặt cho mình này. Đây, ở đây thì nó đấy là giao diện của tool ẩn iCloud. Thì anh em có thể là donate cho bạn Huy Nguyễn nhé. Số tài khoản của bạn ở đây. Bây giờ anh em muốn xóa iCloud thì anh em sẽ nhấn vào dòng chữ dưới này và xóa những con số này đi. Ở trên mục Screen Time này là mục thời gian đấy. Và anh em sẽ nhấn vào tắt đi. Bây giờ tiến hành khởi động lại máy nhé. Mình sẽ bật cái hô màu ra. Và anh em tiến hành nhấn khởi động lại máy cho mình. Okay, bây giờ mình sẽ vào mục cài đặt và sẽ vào mục thời gian sử dụng này. Như vậy là đã thoát được cái thời gian sử dụng này. Đấy. Bây giờ anh em đã thấy chưa? Nó đã xóa ẩn cái iCloud này. Bây giờ anh em sẽ nhập vào đây và anh em nhận đăng xuất. Đấy, như vậy là đã đăng xuất này.
Ok, như vậy là đã ẩn được iCloud rồi nha anh em. Thì bây giờ anh em có thể đăng nhập một cái iCloud mới vào và sử dụng bình thường. Đấy, có một lưu ý là anh em không được reset lại máy, đặt lại dòng hải đấy. Anh em không được đặt lại dòng hải nhé. Ở đây, xóa tất cả nội dung và cái đặt thì anh em không nên nhé. Thì nó sẽ về hello và sẽ dính iCloud và không cập nhật phần mềm. Ở đây thì anh em có thể tắt đi, tắt hết cho mình. Đấy, cảm ơn anh em đã xem video.